Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn danh sách follow trên tiktok Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng tiktok nha Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần hồ sơ Ở góc dưới bên phải màn hình chỗ đây Là cái hình đầu người này Các bạn bấm vào Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái phần ba gạch ở góc trên bên phải màn hình chỗ đây các bạn bấm vào nha rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư rồi sau đó các bạn bấm vào quyền riêng tư nha rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống các bạn tìm tới cái dòng chữ là danh sách follow này tại hiện tại nó để làm mọi người nha bây giờ các bạn bấm vào danh sách follow rồi các bạn sửa lại là chỉ bạn nha rồi, vậy là mình đã ẩn danh sách follow trên TikTok thành công. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.